Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiêu thụ thịt lợn lớn nhất của nước ta, đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Và chiều ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Hồ Chí Minh cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên đàn lợn 166 con của một hộ chăn nuôi ở phường Phú Hữu của quận 9. Mặc dù toàn bộ số lợn nhiễm bệnh đã được đi tiêu hủy, nhưng trước thông tin thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhiều người tiêu dùng đã tỏ ra khá lo lắng và nhiều khả năng sức tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn thành phố trong thời gian tới sẽ giảm đi đáng kể bởi tâm lý e ngại của người tiêu dùng. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16 ngay trong sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Vắng khách, ế ẩm là tình cảnh chung của hầu hết các quầy bán thịt heo tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù bán thịt có truy xuất nguồn gốc, nhưng hơn 2 tháng nay, quầy thịt này của bà Hương chỉ bán được một nửa so với trước. Trước thông tin thành phố đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi, trong sáng nay, lượng khách đến mua đã đột ngột giảm mạnh. Từ đầu tiên mà nghe dịch mà ở vòng vòng, dùng gian không á, mà người ta đã không ăn rồi, bây giờ vô tới thành phố là chắc người ta không ai ăn. Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày lượng thịt tiêu thụ tại chợ là gần 1 tấn, nhưng hiện nay chỉ còn từ 300 đến 500 kg. Theo các tiểu thương, lượng thịt bán ra mỗi ngày chủ yếu là mối quen ở các quán ăn, nhưng hiện nay con số bán ra cũng giảm theo từng ngày. Mà bây giờ thì nghe vậy người ta ngán, người ta sợ người ta ăn ít lại, ăn hải sản hơn. Đó, thành ra mấy cái này nó bán chậm, đó, chậm phân nửa luôn đó con. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có lượng thịt heo tiêu thụ lớn nhất nước với khoảng 10.000 đến 11.000 con, tương đương từ 750 đến 800 tấn mỗi ngày. Trước thông tin thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi, nhiều người lo ngại lượng thịt heo tiêu thụ trên địa bàn thành phố sẽ giảm trong những ngày tới. Chuyên gia là dùng thịt heo, là nhà tôi là dùng thịt heo là nhiều nhất, mà giờ ngưng luôn là biết. Không dám, nghe sợ quá, bây giờ nó vô tới thành phố rồi. Các chuyên gia và ngành chức năng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay các sản phẩm thịt heo an toàn, không bị dịch bệnh và chế biến hợp vệ sinh bởi dịch tả heo châu Phi không lây bệnh trên người. Người tiêu dùng hoàn toàn đừng lo lắng về vấn đề dịch tả heo châu Phi, thì vì đối với cái loại dịch thì những cái loại heo đó đã được cơ quan chức năng tiêu hủy và không bán ra thị trường. Do vậy chúng ta chọn những mua những loại thịt heo, heo khỏe mạnh, heo đã được kiểm soát thú y ở những cửa hàng đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát, đun sôi kỹ, hầm kỹ trước khi sử dụng thì hoàn toàn yên tâm sử dụng các loại thịt gia súc gia cầm, đặc biệt là thịt heo. Cũng theo các chuyên gia, tác nhân gây bệnh tả heo châu Phi là virus có thể tồn tại đến 6 tháng trong thịt và các sản phẩm từ thịt heo chưa nấu chín. Tuy nhiên, virus này dễ dàng bị tiêu diệt ở môi trường nhiệt độ 100 độ C trong thời gian chưa đến 1 phút. Do vậy, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thịt heo đã được nấu chín.